Chào các bạn, tôi là Mục Hà, bác sĩ của DC Dentist. Hôm nay tôi sẽ giải đáp những thắc mắc mà các bạn đang gặp phải. Tại sao cần tiến hành niềng răng sớm? Về nguyên lý thì bất kỳ một trường hợp nào, bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể niềng răng được. Tuy nhiên thì là những cái trường hợp mà quá cao tuổi thì cũng hạn chế niềng răng, vì đơn giản bởi vì là cái thời gian niềng răng không phải là một ngày hai ngày, chúng ta có thể điều chỉnh được cả hàm răng ở vị trí đúng mà phải mất là 1 năm 2 năm. Đối với những trường hợp mà niềng răng thì là có thể thực hiện từ cái giai đoạn mà răng hỗn hợp, có nghĩa là giai đoạn thay từ răng sữa đến răng vĩnh viễn, thì giai đoạn đấy nó gọi là còn non ấy. Thì khi đó là cái việc mà di chuyển răng cũng như là cái việc sắp xếp lại răng nó được dễ dàng hơn. Và một cái vấn đề nữa là khi mà làm sớm như thế thì nó tránh những cái biến chứng có thể xảy ra do sai lệch khớp cắn. Vì cái việc sai lệch khớp cắn càng lâu, để càng lâu thì biến chứng càng nhiều, những cái vấn đề bệnh nhân gặp phải càng nhiều. Phương pháp chỉnh răng mắc cài là phương pháp rất phổ thông và thường được sử dụng nhiều trong nhiều trường hợp hiện nay. Bởi vì cái phương pháp này nó có nhiều ưu điểm. Cái ưu điểm thứ nhất của phương pháp này là cái chi phí của nó vừa phải, nó có nhiều sự lựa chọn, nhiều các hệ thống cũng như là nhiều vật liệu, có thể là bằng kim loại, bằng sứ hoặc bằng nhựa, tùy theo cái nhu cầu của khách hàng thì có thể lựa chọn những hệ thống mắc cài khác nhau. Một cái ưu điểm khác của phương pháp này đó là cái quá trình di chuyển răng được bác sĩ có thể điều chỉnh một cách chủ động hơn, chính vì vậy nên có thể ứng dụng trong bất kỳ những cái trường hợp khớp khểnh hoặc là lệch lạc khớp cắn, từ cái mức độ nhẹ cho tới những cái mức độ khó. Cái nhược điểm lớn nhất của cái phương pháp niềng răng mắc cài này là nó không được thẩm mỹ cho khách hàng. Như hiện nay là có cái phương pháp mới là phương pháp chỉnh nha bằng màng trong suốt thì sẽ thẩm mỹ hơn với khách hàng. Vì ví dụ khi bệnh nhân ăn nhai hoặc như bệnh nhân cười thì việc lộ ra những cái mắc cài bằng kim loại và mắc cài bằng sứ thì nó gây mất tự tin cho bệnh nhân. Một cái yếu tố nữa mà cái phương pháp mắc cài này có thể gây hạn chế cho bệnh nhân đó là nó gây cái việc mà vệ sinh răng miệng trở nên khó khăn hơn. Vì khi đó là khó để có thể đi sâu vào những cái kẽ răng hoặc là đi vào những cái kẽ của cái mắc cài để có thể làm sạch một cách hoàn toàn. Chính vì vậy nên là những cái bệnh nhân mà điều trị chỉnh nha bằng phương pháp mắc cài cần phải có cái quy trình vệ sinh răng miệng hết sức là nghiêm ngặt để tránh những cái biến chứng có thể xảy ra do cái việc mà cái mắc cài nó cũng gây mắc thức ăn, rồi cái việc khó vệ sinh cũng gây mắc thức ăn, gây ra viêm lợi, viêm quanh răng và gây ra hôi miệng. Bước 1, đầu tiên bác sĩ sẽ thăm khám tổng quát tình trạng răng miệng để đánh giá khả năng nắn chỉnh răng cũng như tìm hiểu nhu cầu nguyện vọng của khách hàng. Từ đó đánh giá mức độ, phân loại độ lệch lạc của cung răng cũng như những yếu tố thuận lợi hay khó khăn cho việc nắn chỉnh răng bằng mắc cài dựa trên tình trạng của mỗi người. Khách hàng sẽ được chụp ảnh tiêu chuẩn, sau đó chuyển lên ghế nha khoa để lấy dấu mẫu hàm. Hình ảnh và mẫu hàm ban đầu này cho phép bác sĩ có thể lên kế hoạch thiết kế răng, sắp xếp răng phù hợp với khuôn mặt. Bước 2, khách hàng sẽ được đặt chun tách kẽ 1 tuần để tạo khoảng gắn khung cố định vào răng hàm. Cùng với đó, các mắc cài và dây cung sẽ được gắn vào răng theo thiết kế riêng của từng răng. Các dây cung sẽ được gắn vào mắc cài để từ từ sắp xếp lại các răng vào vị trí ổn định. Bước 3, khách hàng sẽ được đặt lịch tái khám định kỳ, thường cách nhau 1 tuần để kiểm tra sự di chuyển của răng cần làm chồi, thay chun kéo và điều chỉnh lực kéo nếu cần. Để di rời và sắp xếp các răng, nếu trong trường hợp các răng có kích thước lớn nhưng cung hàm nhỏ, nhổ răng có thể được chỉ định để đủ khoảng xếp răng. Hoặc trong những trường hợp thiếu răng, có thể tiến hành tạo khoảng phục hình để tái tạo những răng còn thiếu. Khách hàng sẽ được chụp phim để đánh giá sự di chuyển của răng và cung mặt để theo dõi kết quả điều trị theo từng đợt. Bước 4. Khi đã đạt được mức làm chồi răng mong muốn, dừng tác động lực kéo và duy trì kết quả từ 3 đến 6 tuần.
các răng được cố định bằng dây cung chính đảm bảo tình trạng ổn định thụ động. Bước 5. Sau khi các răng đã được sắp xếp thẳng hàng và đạt được yêu cầu về độ ổn định, quá trình chỉnh răng kết thúc. Khách hàng được tháo khí cụ trong miệng và chuyển sang làm phục hình nếu cần. Thời gian niềng răng sẽ kéo dài từ 18 đến 24 tháng tùy thuộc vào tình trạng thực tế của khách hàng. Bước 6. Khách hàng sẽ được đeo một máng duy trì để đảm bảo sự ổn định của kết quả điều trị lâu dài. Kết thúc hoàn toàn quá trình niềng răng. Cảm nhận quá trình niềng răng. Cái nhược điểm lớn nhất của cái phương pháp niềng răng mắt cài này đấy là cái phương pháp này nó không được mang tính thẩm mỹ cao như là phương pháp như hiện nay là có một cái phương pháp gọi là chỉnh nha bằng máy thông suốt, bởi vì khi đó là những cái mắt cài này nó có thể lộ ra ngoài khi mà cười hoặc là khi mà ăn nhai, làm mất tự tin cho khách hàng. Cái thứ hai là đối với những cái trường hợp mà đeo mắt cài này nó có thể gây cộ hoặc là gây xước cái bề mặt niêm mạc má hoặc là niêm mạc lợi. Một trong những cái nhược điểm nữa của cái phương pháp chỉnh nha này ấy, là khi mà bệnh nhân sử dụng phương pháp này thì cần phải rất là tuân thủ những cái hướng dẫn của bác sĩ về việc đeo những cái dây cung cũng như là về việc đeo những cái dây chun để chỉnh nha. Những lưu ý cần biết khi niềng răng. Với những trường hợp mà lệch lạc khớp cắn để lâu mà không điều trị thì có thể dẫn đến những cái vấn đề không mong muốn, bởi vì khi mà bị sâu răng mà không điều trị lâu có thể dẫn đến ảnh hưởng tới tủy răng, chết tủy răng, răng giòn gãy vỡ và bị mất răng, hoặc những cái răng mà ở những cái vị trí không đúng chịu những cái lực ăn nhai, gọi là lực ăn nhai không sinh lý, gọi là sang chấn khớp cắn, thì khi đó là những cái răng đấy phải chịu một cái lực quá tải rất dễ bị vỡ gãy, thì cũng có thể là một nguyên nhân gây ra mất răng. Và một cái yếu tố nữa là khi mà cái vệ sinh răng miệng của bệnh nhân kém nữa, những cái yếu tố mà để thúc đẩy cái quá trình viêm nhiễm, viêm lợi và viêm quanh răng thì khi đó nó không chỉ ảnh hưởng tới một hoặc hai răng mà thậm chí nó có thể ảnh hưởng tới một nhóm răng hoặc là thậm chí ảnh hưởng tới cả hàng răng nếu như mà không có cái việc kiểm soát và điều chỉnh một cách sớm và hiệu quả. Còn cái thời gian lâu hay là nhanh thì còn phụ thuộc vào tình trạng của từng trường hợp. Ví dụ có những cái trường hợp mà khớp cắn ngược hoặc những cái trường hợp sai lệch nhiều thì cần nhiều thời gian di chuyển. Về quá trình đó là các bác sĩ sẽ phải kéo những cái răng về vị trí tự nhiên, nên là những sai lệch càng lớn, những cái vấn đề về khớp cắn càng lớn thì cái thời gian điều chỉnh và thời gian chỉnh nha càng lâu.